Trung tá công an, tử vong trong tư thế treo cổ, ở khách sạn. Ngày 21 tháng 4, công thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương, cùng các đơn vị nghiệp vụ. Tổ chức khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của Trung tá Trần Văn Đông, 45 tuổi. Cán bộ thuộc công an tỉnh Bình Dương. Theo xác minh ban đầu, ông Đông đến thuê phòng, ở một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ. Khu dân cư Tránh Nghĩa, phường Tránh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để nghỉ. Đến 11 giờ, ngày 21 tháng 4. Nhân viên khách sạn không thấy vị trung tá ra ngoài, nên đến gọi cửa hỏi thăm. Sau nhiều lần gọi, nhưng không có phản hồi. Nhân viên khách sạn thông báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Trưa cùng ngày, công an thành phố Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường, tổ chức mở cửa phòng khách sạn để xem xét tình hình. Khi vào trong, lực lượng chức năng phát hiện ông Đông tử vong trong tư thế treo cổ. Đến 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được công an di chuyển khỏi hiện trường. Nhiều cảnh sát cầm cố cả giấy chứng minh công an nhân dân để vay tiền. Tin tưởng những cảnh sát dùng giấy chứng minh công an nhân dân để vay tiền, anh Phi đưa cho họ cả 100 triệu đồng, nhưng đến hạn mà chủ nợ vẫn chưa đòi được tiền. Trao đổi với zin.vn ngày 17 tháng 3, Đại tá Nguyễn Văn Khởi, trưởng công an thị xã Duyên Hải, Trà Vinh cho biết, ông đang động viên những cảnh sát vay tiền của dân phải sớm có phương án trả nợ. Đối với những cán bộ chiến sĩ dùng chứng minh công an để vay tiền, đơn vị sẽ xử lý kỷ luật theo quy định của ngành. Chúng tôi đã thông báo cho cha mẹ các em vay tiền để gia đình biết việc dùng chứng minh công an để vay tiền là sai, Đại tá Khởi nói. Cấm thẻ đảng để vay tiền. Theo trình bày của anh Phi ở phường 1, thị xã Duyên Hải, ngày 1 tháng 2, Trung úy Nguyễn công tác tại đội cảnh sát giao thông công an thị xã Duyên Hải đến nhà anh để hỏi vay 330 triệu đồng với mục đích đảo nợ vay ngân hàng. Viên cảnh sát giao thông viết biên nhận cam kết 2 ngày trả tiền cho anh Phi, nhưng sau đó bội tính. Quá hạn vài ngày thì tôi gọi điện đòi tiền, nhưng anh Nguyễn nói không có điều kiện trả. Lần đòi tiền nào anh ấy cũng hứa 10 ngày sẽ trả, nhưng nhiều lần như vậy rồi vẫn không thấy anh ấy thực hiện. Khi vay tiền, anh Nguyễn có đưa tôi giữ giấy chứng minh công an, anh Phi kể. Ngoài Trung úy Nguyễn, anh Phi còn giữ nhiều chứng minh công an của nhiều cán bộ chiến sĩ công tác tại Công an thị xã Duyên Hải, BA-72 Công an Trà Vinh và Trại giam Bến Giá thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an đóng tại Duyên Hải. Những người này có quan hệ tín dụng với anh Phi và đưa họ thẻ ngành cho chủ nợ để làm tin. Quá trình xác minh đơn tố giác của anh Phi, phóng viên còn phát hiện ngoài giấy chứng minh công an nhân dân, một số cảnh sát còn dùng cả thẻ đảng viên để vay tiền. Trong đó có một sĩ quan cấp úy giao cho người vay cùng lúc hai loại giấy tờ này. Khi tổ chức kiểm tra thì viên cảnh sát xin nhận lại giấy gốc rồi photocopy ký tên lên bản sao y bản chính để đưa cho chủ nợ. Chủ nợ tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm. Theo đơn tố cáo của người cho vay, Trung úy Nguyễn nói dùng tiền để đảo nợ vay ngân hàng. Điều này có nghĩa là sau đó anh Nguyễn sẽ được nhà băng cho vay lại và có điều kiện trả nợ cho anh Phi. Có thể anh Nguyễn không đảo nợ vay ngân hàng mà sử dụng vào mục đích khác nên không có tiền trả cho tôi. Nếu dùng tiền sai mục đích đưa ra để vay tiền được của tôi rồi không trả nợ thì anh ấy có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Anh Huỳnh cũng tương tự như vậy, anh Phi trình bày. Trao đổi với phóng viên, Trung úy Nguyễn nói đang nghỉ phép để về quê chạy tiền trả nợ. Cảnh sát giao thông này cho rằng lý do bội tín với anh Phi là gia đình khó khăn, hẹn 10 ngày nữa sẽ thực hiện xong nghĩa vụ của người vay để lấy lại giấy chứng minh công an. Tương tự, Trung úy Huỳnh cũng thừa nhận nợ anh Phi hàng 100 triệu đồng và chưa có khả năng chi trả. Ở đây không riêng tôi mà có nhiều người đang nợ anh Phi, tôi thì không có đưa anh ấy chứng minh công an, viên cảnh sát hình sự nói. Theo Đại tá Nguyễn Văn Khởi, đơn vị có nhận được đơn tố cáo của anh Phi, tuy nhiên việc này là giao dịch dân sự, những người vay mượn tiền thì phải trả cho anh Phi, trường hợp bên vay không trả thì chủ nợ kiện ra tòa để cơ quan xét xử phán quyết. Luật sư Nguyễn Văn Đức, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho rằng giao dịch cầm cố thẻ ngành giữa công an với anh Phi là nhằm để đảm bảo khoản vay, đây là giao dịch dân sự. Nếu một trong các bên vi phạm cam kết thì bên còn lại có quyền yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết. Chứng minh công an dùng để thế chấp trong trường hợp này có ý nghĩa tính chấp hơn ý nghĩa giá trị. Việc dùng thẻ ngành sử dụng vào mục đích này rất phản cảm và sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công an nhân dân, luật sư Đức nói. Cựu cán bộ công an sao chép tài liệu mật, tìm cách bán ra nước ngoài.
Dương liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Á Châu Tự Do để tìm cách bán các tài liệu mật đã sao chép được, lấy tiền đánh bạc. Ngày 16 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương 33 tuổi, nguyên cán bộ đội 9, phòng 3 cục kỹ thuật nghiệp vụ 1, A70, Bộ Công an, 7 năm tù về tội gián điệp, 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, Dương có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như bị cáo sinh ra trong gia đình cách mạng, hậu quả vụ án chưa xảy ra, nên tuyên mức án như trên. Theo cáo trạng, Dương được cơ quan đồng ý cho nghỉ phép từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 26 tháng 9 năm 2016. Khoảng 20 giờ, ngày 18 tháng 9 năm 2016, Dương đến trụ sở cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh lấy một đĩa CD trắng tại tủ tài liệu của đội phó đội 9, rồi vào mạng máy tính nội bộ của đội 9, sao chép một số tài liệu mật nhằm mục đích mang theo sang Campuchia. Nếu bị cáo đánh bạc thua, sẽ dùng tài liệu này bán để kiếm tiền tiếp tục đánh bạc. Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Dương đi theo đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia để đánh bạc và thua hết tiền. Từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2016, Dương sử dụng tài liệu trong chiếc đĩa CD để nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần em gái mình là Nguyễn Hoàng Phương và lãnh đạo đội 9, sau đó đã chiếm đoạt được 5 triệu đồng của ông Dương Danh Kiểm, đội trưởng đội 9. Ngoài ra, trong các ngày 22, 29 và 30 tháng 9 năm 2016, Dương liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, Đài Á Châu Tự Do để tìm cách bán các tài liệu mật đã sao chép được, lấy tiền đánh bạc. Ngày 2 tháng 10 năm 2016, Dương bị công an Campuchia bắt tại sòng bài, bàn giao cho công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD chứa tài liệu mật. Ngoài các hành vi trên, theo hội đồng xét xử, Dương đã có hành vi xuất cảnh trái phép, nhưng chưa bị xử lý hành chính về hành vi này. Đánh bạc, trộm cắp tài sản, nhưng địa điểm xảy ra phạm tội, tại Campuchia, nên cơ quan an ninh điều tra, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Là đúng pháp luật. Lương thấp, trưởng công an xã xin nghỉ việc đi xuất khẩu lao động. Vì lương thấp và công việc vất vả, trưởng công an xã đã viết đơn xin nghỉ việc ra khỏi biên chế nhà nước để xuất khẩu lao động. Cho đến chiều ngày 15 tháng 4, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa có trưởng công an xã sau khi ông Lê Anh Thắng, 38 tuổi, nghỉ làm trưởng công an xã 4 tháng nay. Do vậy, khi người dân đến Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc xin xác nhận giấy tờ liên quan đến công an thì một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phó trưởng công an xã ký xác nhận. Công việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đang được phó trưởng công an xã điều hành. Tháng 3 năm 2017, ông Lê Anh Thắng được bổ nhiệm làm trưởng công an xã Thiên Lộc. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, ông Thắng có đơn xin nghỉ việc ra khỏi biên chế để đi xuất khẩu lao động. Trả lời câu hỏi vì sao ông Thắng nghỉ việc 4 tháng nay nhưng chưa bổ nhiệm người làm trưởng công an xã Thiên Lộc, ông Võ Hữu Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Can Lộc cho biết, hiện chúng tôi đã giao phòng nội vụ huyện tìm người để bổ nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thái, trưởng phòng nội vụ huyện Can Lộc cho biết, trước đây anh Thắng làm phó trưởng công an xã Thiên Lộc, rồi sau khi tốt nghiệp trung cấp an ninh, được bổ nhiệm trưởng công an xã vào tháng 3 năm 2017, vào biên chế hệ số lương chưa được 3 triệu đồng trên một tháng. Anh Thắng không từ bỏ việc mà viết đơn xin nghỉ việc. Trong đơn anh Thắng nêu lý do vì thu nhập không đảm bảo cuộc sống gia đình, cho nên xin nghỉ việc để đi làm ăn kinh tế, kiếm kế sinh nhai, đảm bảo cuộc sống. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã nhận được đơn xin nghỉ việc của trưởng công an, thì xã có công văn đề nghị công an huyện và phòng nội vụ huyện có tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định miễn nhiệm trưởng công an đối với anh Thắng. Người ta xin vào công chức cấp xã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng anh Thắng được tuyển dụng đúng bằng cấp, đúng chuyên môn, làm trưởng công an xã được ít tháng, lại viết đơn xin nghỉ việc. Hiện công an huyện Can Lộc đã bố trí một cán bộ phụ trách phong trào tăng cường hỗ trợ cho xã Thiên Lộc, do hiện nay chưa tìm được người có bằng cấp chuyên môn ở xã Thiên Lộc để bổ nhiệm làm trưởng công an xã Thiên Lộc. Sắp tới chúng tôi sẽ tuyển đặc cách trưởng công an xã Thiên Lộc.